lợi dụng chính sách của các quốc gia như ở Canada, những bà bầu sang đây sinh con bằng đường du lịch là hoàn toàn hợp pháp. Đứa trẻ có thể lấy quốc tịch quốc gia này, hay trẻ em sinh ra ở Mỹ có ngay quốc tịch Mỹ. Chính là lý do mà nhiều bà mẹ tìm đủ mọi cách để sinh con ở nước ngoài. Từ việc xin đi du lịch hay sang thăm người nhà cận ngày sinh, những bà mẹ bầu vì quốc tịch ngoại cho con sẵn sàng vượt hàng nghìn cây số, thậm chí là vượt cạn một mình nơi xứ người với chi phí đắt đỏ. Tuy nhiên, việc làm này cũng quá nguy hiểm và có nhiều vấn đề. Theo những người đã từng ra nước ngoài cho sinh con thì chi phí ít nhất là phải từ 30 cho tới 50 ngàn đô la Mỹ. Và điều này phụ thuộc vào việc sinh thường hay sinh mổ, chi phí khám thai, chi phí ăn ở, đi lại. Đó là chưa kể khoản chi phí để lo visa, các loại thủ tục nhập cảnh trước đó và vé máy bay. Nhiều bà mẹ bầu xuất ngoại sinh con không có người thân chăm sóc, họ phải tự thân để lo cho mình sau khi sinh nên không ít người cảm thấy tủi thân.